Cách đây khoảng 3 tuần sau khi truyền thông Việt Nam đưa tin, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Thị Ngân đã có ý kiến kết luận chủ trương của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về việc cần bàn cho được, bàn cho ra cái dự luật về bắt khu hành chánh kinh tế là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc để giao đất 99 năm đã làm dấy lên một cái làn sóng phản đối tuần hành khắp các tỉnh thành ở Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn. Vào ngày 10 tháng 6 vừa qua đấy, chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà Bộ Chính trị đã nghiên cứu, đã có phê chuẩn, đã có quyết định thì ít ra cũng nên thông qua người dân của mình. Ý đảng nhưng lòng dân, ý dân là ý trời. Vậy thì qua cái cuộc biểu tình xảy ra trên các tỉnh thành ở nước Việt Nam cho thấy điều gì? Ý đảng không hợp với lòng dân. Người ta phải dùng một cái quyền mà chưa đi vào luật, đó là quyền, cái luật biểu tình, cái quyền được biểu tình. Hiến pháp đã quy định rõ điều này. Người ta xuống đường, người ta tuần hành, người ta biểu lộ cái ý chí của mình là không muốn cho Trung Quốc xâm phạm vào trong cái chủ quyền, trong cái lãnh thổ, bởi vì trong thời gian vừa qua, chính quyền Việt Nam thật sự đã tỏ ra nhu nhược trước sự hùng hổ, trước sự gian manh, trước những mưu mẹo của Trung Quốc đã chiếm phần lớn Biển Đông, những biển đảo là một phần da thịt của Tổ quốc. Họ đã bóp nghẹt cái hệ thống kinh tế, đã làm cho người dân phải điêu đứng để lệ thuộc họ về kinh tế. Và như chúng ta biết, một khi đã lệ thuộc vào họ rồi, một khi họ đã nắm được cái dạ dày của chúng ta rồi, muốn gì mà không được. Người dân không đồng tình với những cái dự án này. Và ngay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cảm thấy có một điều gì đó phẫn nộ ở trong người dân xảy ra qua những cái cuộc tuần hành đấy. Rồi trong tuần trước, ngày 10 và 11, trong ngày 10 và 11 tháng 6 vừa qua, thì đặc biệt ở Phan Rí lại có những cái cuộc bạo động. Người ta mới hỏi tại sao lại bạo động như vậy, tại sao lại phải dùng bạo lực như vậy, tuần hành ôn hòa được rồi, để nó lên ý chí của mình, nguyện vọng của mình, quyết tâm của mình là được rồi. Nội tình chắc có nhiều quẩn khúc lắm. Nhưng mà những người dân ở Bình Thuận đã cho biết, nếu mà ai đó trách chúng tôi là biểu tình, nếu ai đó trách chúng tôi là làm rối ren tình hình trật tự, thì xin hãy đến đấy mà sống với chúng tôi thử một tháng, thử 6 tháng, thử một năm đi, rồi sẽ biết. Chắc có lẽ đứng đầu đoàn biểu tình nữa kìa. Anh chị em thân mến, mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay là một ngày lễ có lâu đời trong truyền thống Công giáo của chúng ta. Sau lễ sinh nhật Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế, sau lễ sinh nhật của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, thì Thánh Gioan được mừng lễ một lễ sinh nhật, bởi vì ngày lễ này rất quan trọng trong lịch sử cứu độ, trong cái kế hoạch mà Thiên Chúa đã ấn định vào cái thời gian mà Kinh Thánh gọi là viên mãn, để thực hiện thánh ý của Thiên Chúa, không chần chừ, không nhẫn nại nữa. Và thời giờ mà Thiên Chúa can thiệp là cho Gioan Tẩy Giả xuất hiện. Gioan xuất hiện không phải do con người muốn, tên của Gioan cũng không do con người đặt, mà là do quyền năng của Thiên Chúa. Và qua việc sinh hạ lạ lùng nơi cặp vợ chồng nua hiếm muộn Maria và bà Elizabeth kia, mà người ta thấy được, thoáng thấy thôi, em bé này rồi sẽ như thế nào đây? Quả thật có quyền năng của Chúa ở với em. Em sẽ làm gì? Em sẽ làm gì cho dân tộc? Em sẽ làm gì để mà như lời ngôn sứ Micha đã nói, để đưa tâm hồn của cha ông về với con cháu và đưa tâm hồn của con cháu về lại với cha ông? Nghĩa là làm cho người dân bắt đầu sống trong lòng kính sợ Chúa và sống với nhau chan hòa trong tình thương của những người dân của Thiên Chúa, dân được Thiên Chúa chọn. Em bé này sẽ ra sao và ý Chúa trên em sẽ thể hiện như thế nào? Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong dân Do Thái vang dội,
một cách thẳng thắn và rất chân thành, tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa. Ngài làm phép rửa cho người ta, kêu gọi người ta ăn năn sám hối để chuẩn bị lòng trí đón chờ đấng cứu thế đến cứu chuộc dân Do Thái và cứu chuộc cả nhân loại nữa. Và sự xuất hiện cũng như lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả đã thức tỉnh cả một cái quốc gia lúc đấy đang mê muội trong những cái toan tính nhỏ nhen của mình, đang say sưa trong những cái thành tích mình đạt được, đang ngái ngủ trong những khoái lạc mà họ tìm kiếm trong suốt cuộc đời của mình. Gioan đã khuấy động dân chúng, Gioan đã khuấy động các tầng lớp trong dân chúng. Và như chúng ta đã biết, thời của Gioan Tẩy Giả, thời của Chúa Giêsu, thì nước Do Thái chỉ là một tỉnh thành thuộc đế quốc Roma, đứng đầu là một quan tổng trấn. Ông vua Herod kia có, cũng chỉ là mù nhìn, cũng chỉ là tay sai của đế quốc Roma giúp cho an dân hơn, thế thôi. Ông không có thực quyền gì cả. Và ông vua Herod kia thì cũng chỉ là những con người như chúng ta thấy đầy rẫy ngày hôm nay. Khi có tiền, khi có quyền thì bắt đầu ăn chơi sa đọa. Và chính cái sự sa đọa đấy đã làm cho Gioan Tẩy Giả cảm thấy có một cái bổn phận phải lên tiếng. Đó là một người đứng đầu trong một nước thì không thể nào mà làm những cái điều sái khuấy như vậy. Một người đứng đầu phải làm gương, một người đứng đầu trong một nước, dù chỉ là một nước nhỏ thôi, nhưng phải có một cái sự hãnh diện về quốc gia, về dân tộc của mình. Một người đứng đầu của một nước phải yêu thương dân mình như là con cái, như là những điều mà Thiên Chúa ban cho để giúp cho mình có thể thể hiện ra được thánh ý của Thiên Chúa. Đấy, và các thành phần trong dân Do Thái thời đó cũng thế. Các thượng tế tối ngày chỉ loay hoay với những lễ nghi phụng tự ở trong đền thánh Jerusalem. Các kinh sư thì chui mũi vào trong kinh thánh để mà cắt nghĩa, để mà tìm những ý nghĩa cao siêu diệu vợi ở trong đấy mà thôi, chả ai đem áp dụng cho cuộc sống. Các kỳ mục ở trong dân, tức là những người giàu có, thì chỉ lo củng cố cái địa vị và cái thế giá của mình. Rồi còn có các bè phái, các bè nhóm khác nữa mà chúng ta vẫn quen khi nghe đọc tin mừng. Chẳng hạn như là nhóm Pharisêu, đó là những nhóm đạo đức trong dân, tự hào về cái lối sống đạo đức của mình và khinh chê người khác. Rồi còn có các nhóm khác ăn theo hoặc là đi theo vua Herode, đi theo chính quyền để mà điếu đóm được phần nào hay phần đấy. Hoặc là có các nhóm chống đối lại để mà đánh đuổi người Roma, giành lại độc lập tự do cho dân tộc của mình. Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong một môi trường như thế, đã rao giảng trong một môi trường bất lợi như thế. Và giữa cái sự tăm tối của xã hội mà Gioan đang sống, ông lên tiếng như là một tia sáng vụt sáng trên bầu trời, báo hiệu cho một nguồn sáng đang đến bởi Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế. Khi phải làm chứng cho sự thật, khi phải ra trước mặt Herode, khi mà ông can đảm không run sợ trước quyền lực của nhà vua để chấn chỉnh vua như vậy, ông bị cầm tù. Và trong tù, một mối nghi ngờ chợt đến với ông. Không biết Chúa Giêsu có phải là đấng thiên sai không, hay là ông phải đợi một đấng nào khác? Vì như lời ông rao giảng chiếu theo các sấm ngôn của các ngôn sứ trong Cựu Ước, thì đấng thiên sai sẽ đến với binh lực, với quyền lực, với quyền năng của Thiên Chúa, và Ngài sẽ thiết lập, sẽ tái lập lại vương triều David. Ngài sẽ khôi phục lại vương quốc Israel và để cho con dân Israel được nở mày nở mặt. Hiểu theo nghĩa cụ thể, hiểu theo nghĩa đen, nghĩa là đấng cứu thế đến sẽ giành lại độc lập tự do cho dân tộc của mình. Chúa Giêsu sau khi gặp hai đồ đệ của Gioan, Ngài nói như thế này, về nói với Gioan như thế này: kẻ mù được xem thấy, kẻ què được đi, người phúng cùi được sạch, kẻ chết sống lại, kẻ nghèo được nghe loan báo tin mừng, và phúc cho ai không vấp ngã vì tôi.
thưa anh chị em. Đó là những lời quả quyết của Chúa Giêsu để cho thấy được cái dung mạo thật của một đấng cứu thế đến trần gian này để làm gì? Để làm gì? Để rao giảng điều gì? Để đem lại cho con người cái gì là quan trọng nhất trong cuộc đời của con người, chứ không chỉ là những cái đắc lợi, đắc thắng nhỏ nhoi như chúng ta, như con người, như nhân loại vẫn khao khát, vẫn mơ ước. Không. Ngày Đức Giêsu Kitô đến trần gian này để giải phóng con người đến tận cùng của cái xấu, của cái ác, và Ngài rao giảng cho con người ta và để cho con người ta chọn lựa tin mừng của Ngài, một tin mừng cứu độ. Ai nghe và giữ lời Thiên Chúa, hạnh phúc cho cái người đấy, họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa, họ sẽ thừa kế cơ nghiệp nước trời. Thưa anh chị em, vậy thì trong ngày lễ sinh nhật Thánh Gioan, chúng ta phải nói: tôi phải làm gì đây? Tôi nên làm gì đây? Chú muốn tôi làm gì đây? Người Công giáo chúng ta nhỏ nhoi quá ở trong đất nước cũng như ở trên thế giới này. Nhưng không, chúng ta không nhỏ nhoi đâu, vì có Chúa ở cùng. Vì chúng ta còn có một sứ mạng khác, đó là dọn đường cho Chúa đến. Dọn đường cho Chúa đến, chứ không phải chỉ là những con người đầu tắt mặt tối với cơm áo gạo tiền, chỉ mong được một cuộc sống ấm no, bình an, rồi cuối cùng chết rồi về bên Chúa. Không. Nếu như thế thì chẳng có nói gì đến sứ mạng, đến cái kỳ vọng mà Chúa đặt để ở nơi Người Công giáo của chúng ta. Tôi xin đọc cho anh chị em một câu nói của đấng đáng kính Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngài nói ở trong cuốn sách Đường Hy Vọng như thế này, như là một lời lay tỉnh Người Công giáo của chúng ta đấy. Số 621, Ngài nói: đừng để thiên hạ xây dựng thế giới này mỗi ngày mà con không biết, không khám phá, không nhúng tay vào. Chúa đã cứu chuộc con, trao sứ mạng cho con, đặt con vào trong thế kỷ này, trong thập niên này, trong môi trường này. Đặt con chứ không phải là một cục đá. Khác nhau lắm đấy. Bởi vậy, cho nên đừng làm người công giáo bù nhìn. Đừng làm người công giáo bù nhìn. Người công giáo bù nhìn là gì? Là người công giáo vô cảm. Là người công giáo chỉ mang cái mã của mình ra để hù dọa bầy quạ, bầy chim đến phá phách. Thật ra chả có sức sống, chả có sinh lực, chả có sứ mạng gì cả. Bù nhìn. Như thứ rác rưởi người ta hay làm, những con bù nhìn. Không, người công giáo chúng ta không phải là những con bù nhìn, thưa anh chị em. Nhìn vào bối cảnh của nước Việt Nam và biểu thị thái độ của người dân Việt Nam trong cái thời gian vừa qua, tôi tính từ 3 tuần trở về đây thôi. Đó là những cuộc biểu tình ôn hòa ở trên đất nước của chúng ta, phản ứng lại với cái luật đặc khu của chính quyền. Người dân có lo, có một cái mối lo chính đáng lắm chứ. Bởi vì như là bức thư của Ủy ban Công lý trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cho chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đọc đầu lễ, anh chị em cũng đã biết đấy. Bởi vì nếu mà thành lập những đặc khu như vậy để phát triển kinh tế bất chấp những hậu quả tai hại về môi trường, hoặc là những cái hậu quả về chính trị, về quân sự và những cái liên hệ khác nữa, thì chẳng khác gì như cha chủ tế đã nói, đưa chân cáo, cho chân cáo vào trong chuồng gà, vào trong chuồng thỏ. Chủ quyền đất nước sẽ mất ngày một, chứ không phải là sau này đâu. Rồi, cạnh đó là cái mối lo về cái luật an ninh mạng mà người dân cảm thấy bức xúc. Luật an ninh mạng đã cột lại cái không gian mạng nhỏ nhoi mà những người dân vì cái nhu cầu, vì những bức xúc, vì những sự khổ đau trong đời sống của mình, dùng cái đó để mà nói lên cái tâm trạng của mình, cái hoàn cảnh của mình, để cho nhiều người được biết, để có những người chia sẻ, để có những người tư vấn, tham vấn, để có những người đồng tình, ủng hộ cho những cái cảnh khổ của những con người. Mà chúng ta biết bao nhiêu con người ở trên đấy, những người lao động chân chính, những người là nạn nhân của chế độ, những người là nạn nhân của những chính sách của chế độ, thường là những dân oan khuất, dân oan ức. Và chính để bịt miệng những người này mà luật an ninh mạng đã được thông qua. Người ta an ninh, các ban ngành, đoàn thể an ninh
Công an bây giờ họ có quyền đi vào xâm phạm đời tư của con người, có thể ngăn chặn, có thể dùng để mà chống lại những người đăng bài, đăng ảnh trên cái trang mạng mà mình tham gia. Cách đây khoảng 3 tuần sau khi truyền thông Việt Nam đưa tin, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Thị Ngân đã có ý kiến kết luận chủ trương của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về việc cần bàn cho được, bàn cho ra cái dự luật về bắt khu hành chánh kinh tế là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc để giao đất 99 năm đã làm dấy lên một cái làn sóng phản đối tuần hành khắp các tỉnh thành ở Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn. Vào ngày 10 tháng 6 vừa qua đấy, chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà Bộ Chính trị đã nghiên cứu, đã có phê chuẩn, đã có quyết định thì ít ra cũng nên thông qua người dân của mình. Ý đảng nhưng lòng dân, ý dân là ý trời. Vậy thì qua cái cuộc biểu tình xảy ra trên các tỉnh thành ở nước Việt Nam cho thấy điều gì? Ý đảng không hợp với lòng dân. Người ta phải dùng một cái quyền mà chưa đi vào luật, đó là quyền, cái luật biểu tình, cái quyền được biểu tình. Hiến pháp đã quy định rõ điều này. Người ta xuống đường, người ta tuần hành, người ta biểu lộ cái ý chí của mình là không muốn cho Trung Quốc xâm phạm vào trong cái chủ quyền, trong cái lãnh thổ, bởi vì trong thời gian vừa qua, chính quyền Việt Nam thật sự đã tỏ ra nhu nhược trước sự hùng hổ, trước sự gian manh, trước những mưu mẹo của Trung Quốc đã chiếm phần lớn Biển Đông, những biển đảo là một phần da thịt của Tổ quốc. Họ đã bóp nghẹt cái hệ thống kinh tế, đã làm cho người dân phải điêu đứng để lệ thuộc họ về kinh tế. Và như chúng ta biết, một khi đã lệ thuộc vào họ rồi, một khi họ đã nắm được cái dạ dày của chúng ta rồi, muốn gì mà không được. Người dân không đồng tình với những cái dự án này. Và ngay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cảm thấy có một điều gì đó phẫn nộ ở trong người dân xảy ra qua những cái cuộc tuần hành đấy. Rồi trong tuần trước, ngày 10 và 11, trong ngày 10 và 11 tháng 6 vừa qua, thì đặc biệt ở Phan Rí lại có những cái cuộc bạo động. Người ta mới hỏi tại sao lại bạo động như vậy? Tại sao lại phải dùng bạo lực như vậy? Tuần hành ôn hòa được rồi, để nó lên ý chí của mình, nguyện vọng của mình, quyết tâm của mình là được rồi. Nội tình chắc có nhiều quẩn khúc lắm. Nhưng mà những người dân ở Bình Thuận đã cho biết, nếu mà ai đó trách chúng tôi là biểu tình, nếu ai đó trách chúng tôi là làm rối ren tình hình trật tự, thì xin hãy đến đấy mà sống với chúng tôi thử một tháng, thử 6 tháng, thử một năm đi, rồi sẽ biết. Chắc có lẽ đứng đầu đoàn biểu tình nữa kìa. Bởi vì ở Bình Thuận như chúng ta biết đấy, nhiệt điện Vĩnh Tân thải ra không khí biết bao nhiêu chất thải, chất ô nhiễm, thải ra bao nhiêu chất xỉ, và đã có lúc mà người ta muốn đem cái chất xỉ đổ xuống biển nữa cơ. Thế thì chết, hải sản bị đầu độc và những người ăn cái hải sản đó cũng bị đầu độc tiếp. Rồi cái khu công nghiệp khai thác titan cũng vậy, người ta khai thác cạn kiệt cái nguồn nước ngầm. Bây giờ ở ngoài đó nước hiếm lắm, ruộng vườn thì sơ sát bởi vì không còn nước để tưới, ngay cả nước uống cũng phải đi mua nước sinh hoạt, thì đành phải chấp nhận một cái thứ nước lờ nhiễm bẩn, nhiễm kim loại. Bao nhiêu bệnh đã phát sinh ra, bao nhiêu làng đã phát sinh bệnh, những bệnh nan y, những bệnh mà chúng ta gồm tóm lại là ung thư. Vào ngày Chủ nhật vừa rồi thì không có cuộc biểu tình nào, nhưng mà nhà nước như là một cái sự phản ứng mạnh bạo bằng bạo lực. Nhiều người họ bảo là trả thù, không biết là có rõ gì hay không. Ở Sài Gòn họ đã bắt nhiều hàng trăm người, những người đi uống cà phê, những người đi chơi, đi dạo, những người chụp hình kỷ niệm, đăng lên Facebook. Đó, những con người dân vô tội bình thường, họ làm những công việc bình thường mỗi ngày, không sao, nhưng hôm đấy bị bắt, bị tra tấn, bị đánh đập vì nghi là có âm mưu làm rối loạn trật tự, âm mưu biểu tình. Đấy, chúng ta đang sống trong một cái bối cảnh, một thời gian ngắn đầy biến động, đầy xáo trộn như vậy. Ngày 17 tháng 6, như báo chí đã đưa tin, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
và các đại biểu của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri quận Thanh Xuân, Hà Đông, Cầu Giấy để nói về hai dự luật, luật đặc khu và an ninh mạng. Mà ông giải thích là thứ nhất, xây dựng cái chủ trương xây dựng này đã có từ lâu rồi, năm 1990 khi cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khảo sát Bắc Vân Phong. Việc xây dựng đặc khu có nghiên cứu tham khảo nhằm thay đổi cơ chế mới để làm kinh tế cho tốt hơn. Ông nói như thế này: đây là vấn đề rất mới, rất khó, rất nhạy cảm, hệ trọng, nên cần phải cân nhắc cẩn thận, làm cho tốt, làm như thế nào để vừa bảo đảm an ninh quốc phòng, chính trị, trật tự an toàn xã hội, vừa phát huy được sức mạnh trong nước và ngoài nước. Nói như thế thôi, nhưng một câu hỏi ở đây là trước một vấn đề lớn có liên hệ tới vận mạng của quốc gia, của toàn vẹn lãnh thổ, tại sao lại không trưng cầu ý dân? Tại sao lại bỏ qua ý dân đi? Đảng Cộng sản chỉ là một nhóm nhỏ, một thiểu số trong dân. Đại đa số đều là những người dân không có thuộc về Đảng Cộng sản. Tại sao một việc hệ trọng như vậy mà cứ quyết chứ không đợi ý kiến của người dân? Ông còn nói rằng là người ta cho rằng là để Trung Quốc vào đây 99 năm thì mất nước, vì thế cho nên kích động đi biểu tình để biểu thị lòng yêu nước. Rõ ràng sự thật đã bị xuyên tạc, lòng yêu nước bị lợi dụng kích động để chống đối. Và ông nhấn mạnh quyết định lùi thời hạn thông qua dự luật mà đến ngày 10 và 11 tháng 6 vừa qua, người dân vẫn đi biểu tình, chứng tỏ có sự chống phá. Chúng tôi không biết ý của ông Tổng Bí Thư như thế nào. Chẳng lẽ cứ ở nhà không làm gì, chẳng quan tâm, là một người công giáo vô cảm, là một người dân vô cảm với vận mệnh quốc gia của mình, với sự toàn vẹn lãnh thổ của mình thì mới là yêu nước hay sao? Hoặc là phải đồng thuận, phải ký vào trong cái bản đồng thuận cam kết rằng là chúng tôi đồng tình với cái luật đặc khu thì mới là yêu nước hay sao? Báo Tuổi Trẻ Sài Gòn ngày 17 tháng 6 có trích lời ông Nguyễn Phú Trọng nói về luật an ninh mạng như sau: có những thành phần sử dụng Internet kích động biểu tình, gây rối, lật đổ chính quyền. Người ta cần luật này để bảo vệ chế độ, chứ không để muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi. Như thế, thưa anh chị em, ông Tổng Bí Thư đã đánh đồng chế độ là quốc gia, chế độ là dân tộc, mất chế độ là mất nước. Bảo vệ chế độ đó là bảo đảm an ninh quốc gia, cho nên mới cần có luật an ninh mạng để bảo vệ quyền công dân. Đâu có thể như thế được. Vâng, trong ngày lễ hôm nay chúng ta phải suy nghĩ chúng ta nên làm gì, chúng ta phải làm gì và ý Chúa muốn chúng ta làm gì. Tôi xin kết luận bằng một lá thơ, trích lá thơ của Đức Giám mục Mike Hoàng Đức Oanh, nguyên giám mục Com Tum, vừa gửi một lá thư dài 4 trang cho ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngày 16 tháng 6 vừa qua, để bày tỏ ý kiến rất chân thành, rất thẳng thắn, như là một tiếng nói của ngôn sứ về dự luật đặc khu và an ninh mạng trong bối cảnh hiện tại như sau. Trong bối cảnh hiện tại mà Đức Cha nói là vô cùng nguy ngập. Trong thư này, Đức Cha Mike Hoàng Đức Oanh nói đến 3 điểm. Thứ nhất là bỏ đi cái điều 4 hiến pháp, tức không phải là Đảng Cộng sản là đảng lãnh đạo nữa, cho dân chủ. Thứ hai, bỏ cái đuôi theo định hướng xã hội chủ nghĩa đi. Bởi vì như ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, đến cuối thế kỷ này, thế kỷ 21 này đấy, cũng chưa biết xã hội chủ nghĩa đi tới đâu, thành hình như thế nào. Và thứ ba, đó là quyền tư hữu, quyền sở hữu của người dân ấy, đã bị tước đoạt thì phải trả lại cái quyền đấy cho người dân. Tất cả mọi điều xảy ra làm khốn đốn cho dân tộc Việt Nam từ trước tới nay dưới chế độ Cộng sản phát xuất từ 3 điều đấy. Thưa anh chị em, hôm nay lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giỏ. Khi trước mọi người nhìn em và hỏi, em này rồi sẽ ra sao? Hôm nay, trong hiện tình đất nước nhiều biến động, chúng ta cũng phải tự hỏi riêng về hai luật đặc khu và an ninh mạng thôi. Hai dự luật này sẽ đẩy dân tộc này đi đến đâu? Hai dự luật này sẽ đẩy đất nước chúng ta đi về đâu? Và sống ở trong thời điểm lịch sử này, tôi nên làm điều gì? Tôi phải làm điều gì? Và quan trọng nhất là Chúa muốn tôi làm gì?
Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Ngài còn nói một câu như thế này: thưa anh chị em, người công giáo không nên là người công giáo bù nhìn. Con không muốn làm một mình, con muốn làm cho người khác cũng biết làm. Con đừng nên muốn hiến dâng một mình, con phải muốn người khác cùng dâng hiến với con. Con không muốn tạo cảm tình cho cá nhân con, nhưng con phải thúc đẩy người khác mở rộng tình cảm đến anh em như một hòn đá tung xuống nước cứ gợn sóng tràn ra mãi. Để lôi kéo họ ra khỏi chính mình, để lôi kéo họ ra khỏi sự vô cảm của mình đối với hiện tình của đất nước, đối với thực trạng của quê hương và dân tộc. Và như thế, con trở thành con người như ý Thiên Chúa muốn cho con từ đời đời. Xin Chúa ban cho đất nước của chúng ta thoát ra khỏi cơn gian nan khốn khó này. Amen. Mời cộng đoàn đứng tế xưng lại đức tin.